Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Wales với Iran 17 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2022, lượt 2 bảng B, World Cup 2022. Trong ngày ra quân tại World Cup 2022, Wales đã gặp vô vàn khó khăn trước một đội tuyển Mỹ sở hữu đội hình chất lượng và đồng đều hơn. Để đối thủ vượt lên và phải chấp nhận chơi ở thế cửa dưới trong phần lớn thời gian, nhưng rốt cuộc Wales vẫn sống sót nhờ sự tỏa sáng của cái tên quen thuộc Gareth Bale. Với một điểm giành được, Wales hoàn toàn tự tin bước vào lượt trận thứ hai, nơi họ có cơ hội rất tốt để mang về chiến thắng đầu tay. Sở dĩ nói vậy là bởi Wales chỉ phải chạm trán Iran, cái tên bị đánh giá yếu nhất bảng, và vừa mới trải qua cơn ác mộng khi đụng độ đội tuyển Anh ở lượt trận mở màn. Mặc dù trắng tay trước đội bóng mạnh nhất bảng là kết cục đã được dự báo trước dành cho Iran, tuy nhiên cách mà họ để thua bạc nhược với tỷ số của một set tennis 6-2 quả thực là điều khó chấp nhận. Về lý thuyết, Wales là một đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều so với Tam Sư, nhưng không vì thế mà khả năng giành điểm của Mehdi Taremi cùng các đồng đội trở nên sáng sủa hơn, nhất là sau những gì họ đã trình diễn ở ngày khai mạc. Với việc buộc phải thắng để gây sức ép cho Anh với Mỹ, cũng như cơ hội vào vòng trong, khả năng cao Wales sẽ chơi tấn công. Với kèo châu Á OneBet chấp 0.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Wales chấp 0.25 full time. Thua đậm tuyển Anh trong ngày ra quân, Iran sẽ phải chịu áp lực rất lớn ở lượt trận thứ hai. Để có thể nuôi hy vọng đi tiếp, Iran cần phải đánh bại Wales bằng mọi giá. Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đoàn quân của huấn luyện viên Carlos Queiroz chấp nhận chơi tất tay. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Wales với một điểm làm vốn hoàn toàn có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Ở hoàn cảnh Iran buộc phải dâng cao đội hình, hàng công đầy tốc độ của Wales hứa hẹn sẽ có rất nhiều khoảng trống. Với những ngôi sao đầy kinh nghiệm và luôn biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng như Gareth Bale hay Aaron Ramsey, tin rằng Wales sẽ khắc phục thành công Iran. Lời khuyên dành cho người chơi là nên gửi gắm niềm tin vào đại diện của châu Âu. Chốt kèo châu Âu, Wales thắng. Bước vào lượt trận thứ hai với nhiệm vụ buộc phải thắng, Iran nhiều khả năng sẽ lựa chọn chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Bên phần sân đối diện, một tín đồ của trường phái thực dụng như Wales có lẽ vẫn sẽ nhập cuộc một cách từ tốn, tuy nhiên chắc chắn sẽ không có chuyện họ thi đấu với tư tưởng cầu hòa. Bởi một kết quả ngoài chiến thắng sẽ khiến thầy trò Robert Pett gặp bất lợi khi đụng độ Anh ở lượt trận cuối cùng. Đó chính là những cơ sở để tin rằng 90 phút sắp tới tại Ahmed Bin Ali Stadium sẽ diễn ra phóng khoáng và đầy áp bàn thắng. Đại diện đến từ châu Á, đội tuyển Iran đã mở màn World Cup năm nay tương đối thất vọng khi để thua 2-6 trong trận mở màn. Nhưng may mắn là hai đối thủ cạnh tranh với họ ở vị trí thứ hai là đội tuyển Mỹ và đội tuyển Wales lại hòa nhau ở lượt trận đầu tiên. Điều này khiến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Iran vẫn là tương đối sáng nếu họ giành được chiến thắng trước đội tuyển Wales ở lượt trận thứ hai. Cuộc đối đầu giữa đội bóng sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 11. Đại diện đến từ châu Âu sở hữu nhiều ngôi sao hơn nên không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển này đang trong 1/4 theo kèo châu Á trên SCB8. Vấn đề với đội tuyển Iran là họ đã thua quá đậm ở trận ra quân nên họ gần như sẽ không có cơ hội cạnh tranh hiệu số nếu băng điểm. Đại diện đến từ châu Á sẽ làm mọi cách để chiến thắng. Với việc có được hai bàn thắng vào lưới của đội tuyển Anh, đội tuyển Iran cho thấy họ cũng là một đội bóng có khả năng tấn công để ghi bàn. Nhưng để những bàn thắng đạt được hiệu quả cao nhất, việc cải thiện lại hệ thống phòng ngự là điều mà huấn luyện viên Carlos Queiroz cần làm trước. Tuy nhiên, một con số các anh em cần lưu ý là đội tuyển Wales đang duy trì thành tích bất bại trước tất cả các đội bóng ngoài khu vực châu Âu trong 6 trận đấu gần đây. Những con số này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển này và chúng tôi nghĩ rằng việc chọn đại diện ở trên sẽ là một lựa chọn tốt hơn với các anh em. Kèo tài xỉu các đấu chiều nay đang được giảm mức 2 hòa. Mức kèo này theo chúng tôi là tương đối thấp vì đây là lượt trận thứ hai và cả đội tuyển Wales lẫn Iran đều hiểu rằng họ cần 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Iran thì sẽ không được thua vì điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chính thức bị loại. Nếu bị dẫn trước, đại diện của châu Á sẽ vùng lên ngay lập.
Thank you.